Cô Vân Anh xin chào tất cả các con. Cô rất vui vì hôm nay lại được gặp lại các con đấy. Đến với buổi học ngày hôm nay, cô con mình cùng hát và vận động theo lời bài hát Con Chim Vành Khuyên nhé. Nào, xin mời các con. Cô và các con cùng hát và vận động bài hát gì? À, đó là bài hát Con Chim Vành Khuyên đấy. Bài hát Con Chim Vành Khuyên nói về điều gì? Bài hát Con Chim Vành Khuyên nói về bạn chim Vành Khuyên rất là ngoan ngoãn và lễ phép, gặp ai cũng chào, gặp ai cũng hỏi, gọi thì dạ, bảo thì vâng. Bạn chim Vành Khuyên còn được rất là nhiều người yêu mến đấy. Các con có muốn trở thành một em bé ngoan và được mọi người yêu quý không? Vậy các con hãy ngoan ngoãn và lễ phép giống như bạn chim Vành Khuyên nhé. Cô có một câu chuyện rất là hay kể về một bạn nhỏ ngoan, lễ phép với ông bà, bố mẹ đấy. Bây giờ các con hãy cùng lắng nghe câu chuyện nhé. Câu chuyện có tên là Lễ Phép Khi Ở Nhà. Chúng mình cùng lắng nghe nhé. Lễ Phép Khi Ở Nhà. Trời sáng rồi, dậy đi em. Để em ngủ thêm chút nữa đi mà. Trời còn chưa sáng mà chị. Dạ, con chào mẹ. Tối qua ngủ con không con gái? Dạ, con ngủ ngon ạ. Dậy thôi, con trai ơi. Dậy ăn sáng đi. Đừng ngủ lớn nữa, nếu không con sẽ bị trễ học đấy. Dạ, con dậy ngay đây mẹ ơi. Con dậy rồi nè mẹ. Minh, còn cái chăn? Cái chăn thì sao chị? Em nhìn lại cái giường của em đi kìa. Chăn thì không gấp lại, gối thì để lộn xộn. Coi vậy được sao? Sáng sớm, sau khi thức dậy, chúng ta phải gấp chân lại, phải sắp xếp giường cho gọn gàng. Không sao đâu, chút nữa mẹ sẽ xếp. Em quên rồi sao? Mẹ đã dạy chúng ta rằng, việc của ai thì người ấy phải tự làm lấy. Em biết rồi. Mời cả nhà ăn sáng nào. Mình phải nhường cho ông nội đi trước, con quên rồi sao? Dạ, con xin lỗi. Con mời ông nội ngồi.
ngon quá. Con thích nhất là ăn bánh quy đó. Minh à. Dạ, thưa mẹ. Con biết rồi. Phải mời ông nội ăn trước. Con mời ông nội ăn bánh ạ. Ừ, cháu ngoan lắm. Hồi nào, cả nhà cùng ăn đi. Đồ ăn nguội hết rồi. Ăn thêm rau xanh đi con. Dạ, con cảm ơn mẹ. Mình, vừa bát đây, mẹ cắt thêm rau cho con nào. Mẹ ơi, con không thích ăn rau đâu. Rau xanh rất tốt cho sức khỏe đấy. Con biết không, bé ngoan là không nên lựa chọn thức ăn. Mẹ con nói đúng đấy. Con vừa ăn thịt, vừa ăn rau xanh, rồi ăn bánh thì mới đủ chất dinh dưỡng để cơ thể khỏe mạnh chứ. Dạ, con biết rồi thưa ông nội. Đến giờ phải đi làm rồi. Con xin phép ba. Chào cả nhà. Con ăn no rồi. Thưa ông nội, thưa mẹ, con đi học. Con cũng ăn no rồi. Thưa ông nội, thưa mẹ, con đi học. Đi đường cẩn thận nha các con. Dạ. Các con ơi, các con vừa được nghe câu chuyện gì vậy? Bây giờ các con hãy cùng trả lời những câu hỏi sau đây nhé. Câu hỏi 1. Khi các con đi học về, gặp ông, bà, bố, mẹ, các con sẽ làm gì? Đáp án 1. Bé chạy thẳng vào nhà và không hề chào ai cả. Đáp án 2. Bé không chào ai và hỏi lại: tại sao con phải chào? Đáp án 3. Bé lễ phép vòng tay trước ngực và lễ phép chào ông, chào bà, chào bố, chào mẹ, chào mọi người xung quanh. Đáp án 3 là đáp án chính xác. Xin chúc mừng các bé. Câu hỏi 2. Khi các con được ai đó giúp đỡ hoặc cho quà thì các con sẽ nói điều gì? Đáp án 1. Bé nói xin chào. Đáp án 2. Bé nói lời cảm ơn và đón nhận bằng hai tay. Đáp án 3. Bé không nói gì và nhận quà bằng một tay. Đáp án chính xác nhất của câu hỏi này là đáp án 2. Bé nhận quà bằng hai tay. Bé giỏi quá, xin chúc mừng bé. Câu 3. Khi các con làm sai điều gì, các con sẽ nói như thế nào? Đáp án 1. Xin chào. Đáp án 2. Cảm ơn. Đáp án 3. Xin lỗi. Đáp án chính xác của câu hỏi này là đáp án 3. Xin lỗi. Xin chúc mừng bé. Bố mẹ nhớ là hãy quay lại video và gửi lại câu trả lời của các con cho các cô nghe nhé. Qua bài học vừa rồi, cô muốn nhắc nhở các con rằng các con nhớ ở nhà là phải biết ngoan ngoãn, lễ phép, nghe lời ông bà, bố mẹ. Khi khách đến nhà, các con nhớ là phải lễ phép, chào hỏi người lớn. Khi ai đó giúp đỡ các con hoặc ai đó cho các con quà thì các con phải nói lời cảm ơn và đón nhận bằng hai tay. Khi các con làm sai một điều gì đó, các con phải nhớ xin lỗi. Và một điều đặc biệt là các con không bao giờ được nói trống không và cắt lời người khác nói nhé. Bài học hôm nay đã hết rồi. Cô Văn Anh xin chào và hẹn gặp lại các con.